Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn ngữ văn lớp 8 trang 29. Bài 1 những gương mặt thân yêu. Phần tiếp theo ôn tập. Số 1 nhỏ. Tìm một số điểm giống nhau, khác nhau về nội dung và hình thức giữa bài thơ Trong lời mẹ hát Trương Nam Hương và Nhớ đồng Tố Hữu. Như vậy chúng ta sẽ tìm một số điểm giống nhau, khác nhau giữa hai văn bản Trong lời mẹ ru và Trong lời mẹ hát của Trương Nam Hương và Nhớ đồng của Tố Hữu. Thì điểm giống nhau giữa hai cái bài thơ này đó là về nội dung thì cùng viết về tình yêu quê hương da diết, trực trào, nhắc nhớ những kỷ niệm thân thương. Về hình thức thì sử dụng thể loại là thơ để sáng tác, ngôn ngữ thơ nhẹ nhàng trong sáng, hình ảnh mộc mạc, giản dị. Còn về điểm khác nhau thì trong lời mẹ hát, trong bài thơ Trong lời mẹ hát thì đối tượng ở đây nhớ đến mẹ và lời ru của mẹ. Bài thơ là cảm xúc yêu thương và biết ơn trước công ơn và đức hy sinh của người mẹ. Còn về hình thức thì tác giả đã sử dụng biện pháp nhân hóa để nhấn mạnh sự khổ cực của mẹ trong thời gian qua thời gian, sử dụng thể thơ 6 chữ, lời thơ mộc mạc, gần gũi giản dị. Phương pháp tương phản, lưng mẹ còng xuống con thêm cao. Còn về bài thơ Nhớ đồng của tác giả Tố Hữu thì đối tượng ở đây nhớ đến những người nông dân vất vả lam lũ cánh đồng quê hương, mái nhà tranh, thể hiện khát khao tự do, tình yêu nhân dân, đất nước, yêu cuộc sống của chính mình. Về hình thức thì sử dụng rất thành công biện pháp tu từ điệt ngữ, điệt cấu trúc, dòng thơ da diết, khắc khoải sâu lắng, hình ảnh thơ gần gũi, giản dị, mộc mạc đời thường. Tiếp theo câu 2 nhận xét về cách ngắt nhịp và gieo vần của khổ thơ sau. Quả bàn vuông xanh non màu lá, mơn mởn thơm mùi nắng sơn ca, hoa giấy đỏ dưới trời nắng cháy, chim liếu lo rót mật trước hiên nhà, lê cạnh nhà đảo sơn ca. Như vậy chúng ta sẽ nhận xét về cách ngắt nhịp và gieo vần của khổ thơ này. Thì tác giả đã sử dụng vần A để gieo ở các cuối câu. Ngắt nhịp 3-4 làm cho nội dung của văn bản có sự kết nối, mạch lạc. Câu thơ được mở rộng, ngân ra, tạo ra cái bức tranh thiên nhiên, hài hòa. Với những cái gam màu tươi tắn, có âm thanh vui nhộn. Tiếp theo câu 3, xác định từ tượng hình, từ thượng thanh trong các trường hợp sau và cho biết tác dụng của chúng. A. Những nhà có sân rộng, người ta còn phui lúa trên giàn. Lúa khô đem vô bồ được mấy hôm đã thấy trên mặt sơn xăm sắc, nước lúa rầy đã lấm tấm xanh. Nguyễn Ngọc Tư, mùa phơi sân trước. B. Nhưng đêm nay trời nhiều mây, lá cây xào xạc, côn trùng trong lòng đất rỉ rả mãi một điệu buồn. Ai như tắc kè khuya khoắt đang gọi cửa. Đêm ở bờ dầu thanh vắng đến nỗi nghe rõ cả tiếng ốc sên đi làm về. Nhẹ nhàng vén tà áo dài trường qua chiếc lá rụng. Nửa đêm, xíu chút nữa bọ dừa thiếp đi thì sương bắt đầu rơi. Lẫn trong tiếng thở dài của gió là tiếng rơi lợp đợp của sương. Trần Đức Tiến, Giọt Sương Đêm. Như vậy ở đây chúng ta sẽ xác định từ tượng hình, từ tượng thanh trong các trường hợp và cho biết tác dụng của chúng. Như vậy ở câu A, từ tượng hình đó là từ xăm sắc,
Tác dụng ở đây, nước gần như phủ kín bề mặt lúa. Một vùng quê nghèo, suốt mấy tháng là mưa nên con người nơi đây rất mong nắng. Người ta thiết kế những giàn phơi để hong mọi thứ cho khô. Khi cuộc sống hiện đại thì mọi thứ trở nên dễ dàng hơn, thì những ngày xưa trở thành kỷ niệm để nhắc nhở. Tiếp theo câu về từ tượng thanh, đó là từ xào xạc, rỉ rả, lợp bợp. Thì ở đây có tác dụng đó là âm thanh ban đêm cũng là âm thanh của cuộc sống loài vật. Kết hợp với biện pháp tu tự nhân hóa làm cho đối tượng được nhắc đến thêm sinh động hấp dẫn. Một không gian đêm khuya với sương rơi và sự sống vẫn tiếp tục. Tiếp theo câu 4, trải nghiệm thú vị nhất mà em có được khi làm một bài thơ 6 chữ 7 chữ là gì? Khi chúng ta làm được một bài thơ 6 chữ 7 chữ thì trải nghiệm thú vị nhất mà em có được là gì? Thì đây có ví dụ như chúng ta sẽ cảm thấy thú vị nhất khi làm một cái bài thơ 6 chữ 7 chữ. Đó là làm sao cho trong cái 6 chữ ấy phải truyền tải được cái suy nghĩ. Đây vừa là khó khăn vừa là kích thích sự sáng tạo. Từ đó việc chọn lựa ngôn từ, sử dụng hình ảnh cần có chọn lọc và trau chuốt. Tiếp theo câu 5, chọn một bài thơ tự do mà em thích và viết lại đoạn văn chia sẻ cảm nghĩ của em về bài thơ đó. Như vậy ở đây chúng ta sẽ có hai ý. Đầu tiên chúng ta sẽ chọn một bài thơ tự do mà mình thích, rồi sau đó chúng ta đọc và chúng ta sẽ viết cái đoạn văn chia sẻ cái cảm nghĩ của mình về bài thơ mà chúng ta đã chọn. Thì ở đây cô ví dụ như bài Dục Thúy Sơn của Nguyễn Trãi, phiên âm đó là Hải khẩu hữu tiên sang, tiền niên vũ lạng hoàng, liên hoa phù thị thường, tiên cảnh trụy trần gian, tháp ảnh trăm thanh ngọc, ba quan kính thúy hoàng, hữu hoài trương thiếu bảo, bi khắc tiện hoa han. Dịch thơ là cửa biển có non tiên, từng qua lại mấy phen cảnh tiên nơi cõi tục, mặt nước nổi hoa sen, bóng tháp hình trăm ngọc, gương sông ánh tóc huyền. Nhớ xưa trương thiếu bảo, bia khắc dấu riêu hoen, cương hữu dụng dịch. Thì đây là bài thơ Dục Thúy Sơn của Nguyễn Trãi, có phần phiên âm và dịch thơ. Thì chúng ta sẽ có cái đoạn văn nêu cảm nghĩ về bài thơ này. Dục Thúy Sơn có thể được sáng tác vào thời điểm sau cuộc kháng chiến chống giặc Minh và trước khi Nguyễn Trãi lui về ở ẩn tại Côn Sơn. Bài thơ được sưu tầm và xếp vào Ước Trai thi tập. Thể thơ ngũ ngôn luật thi, ngũ luật là một thể thơ đường luật với bốn cục, sáu câu đầu tiên là tạc cảnh, bức tranh núi Dục Thúy, hai câu kết thể hiện cái cảm xúc hoài niệm của tác giả và hai câu thơ đầu. Ở đây tác giả giới thiệu chung về cái cảnh vật trong mối quan hệ với tác giả. Nhà thơ đã mấy lần đến chơi núi. Cảnh tuy đã quen nhưng lần nào đến không khỏi ngạc nhiên vẻ đẹp non tiên hiện lên trước cửa biển. Bốn câu thơ sau, bức tranh sơn thủy hữu tình, bức tranh toàn cảnh núi Dục Thúy được thể hiện rõ nét ở trong câu 2, câu 3 và 4. Từ điểm nhìn xa, có tầm bao quát rộng, núi Dục Thúy được tác giả ví như là đóa hoa sen nổi trên mặt nước. Hình ảnh và bút pháp mới lạ độc đáo, hình ảnh đóa sen có ý nghĩa biểu tượng, gợi ý niệm thoát tục như là cõi tiên rơi xuống trần gian. Ngôn từ được sử dụng tinh xác, tạo ấn tượng trong nguyên văn,
Từ phù có nghĩa là nổi, nhưng lay động tại chỗ. Từ trụy có nghĩa là rơi, rớt từ trên cao xuống, thể hiện sự sống động trong miêu tả. Dấu ấn riêng của tâm hồn Nguyễn Trãi thì rõ nhất qua những cái liên tưởng xuất hiện ở các cái nhìn cận cảnh 2 câu 5 và 6. Các chi tiết đặc sắc được thể hiện khi so sánh bóng tháp hiện trên mặt nước như chiếc chăn ngọc xanh, ánh sáng sóng nước như đang soi chiếu mái tóc biếc trầm ngọc xanh và mái tóc biếc, gợi hình ảnh trẻ trung trong sáng trữ tình nên thơ, giúp liên tưởng đến hình ảnh người con gái. Vẻ đẹp của thiên nhiên được so sánh với vẻ đẹp của con người, lấy nét đẹp của người con gái để hình dung bỗng nổi trên sóng biếc. Sự liên tưởng này rất hiện đại, đặc biệt hiếm thấy trong thơ cổ. Thơ cổ thì thường lấy chuẩn mực về vẻ đẹp tự nhiên để so sánh với con người. Sự liên tưởng và bút pháp mới lạ này cho thấy tâm hồn trong sáng nhạy cảm tinh tế của nhà thơ. Hai câu thơ cuối thể hiện tâm sự hoài niệm của nhà thơ, cũng giống như các nhà thơ khác cùng chủ đề Nguyễn Trãi, lại thường là sự bộc lộ những cái suy tư về con người, về lịch sử và dân tộc. Ý thơ thể hiện rõ sự hoài niệm, nhớ tiếc, điều này cho thấy tâm hồn hướng nội sâu sắc của Nguyễn Trãi. Dục Thúy Sơn là bài thơ tả cảnh ngụ tình đặc sắc, bài thơ ngụ ngôn bắt cú bằng chữ Hán. Hình tượng thơ mỹ lệ, cảnh sắc đượm vẻ thần tiên. Trong phần luận, bốn hình ảnh ẩn dụ sống nhau, đối nhau. Hình ảnh này làm đẹp thêm hình ảnh kia, thể hiện cách cảm, cách tả của nhà thơ, mang cái tâm hồn thơ mộng tài hoa. Ức trài trong cái cảm nhận cái đẹp của thiên nhiên, sông núi, ngòi bút tài hoa của ông rất tinh tế và nhạy cảm trong gợi tả và biểu cảm. Như vậy thì đến đây các em đã vừa theo dõi phần ôn tập của bài 1, ngôn ngữ văn lớp 8. Thì sau khi xem xong các em thấy có thể chia sẻ mọi người cùng xem và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để được theo dõi những video tiếp theo nhé. Cô chúc em học tốt và chào tạm biệt các em.